Xin chào anh chị và cô chú đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến anh chị mình một vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Hiện tại em quay là trên cái cống cống Long Uông nha, thuộc địa bàn của xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bên đây là nước mặn nha, ở trong cái cống bên kia là nước ngọt. Ở đây là một cái cống để ngăn nước mặn và nước ngọt đó. Đây mình đứng ngay chỗ mé cống nè, không khí rất là mát nên anh em thấy cảnh đẹp nên chia sẻ đến anh chị mình xem. Đây là đường huyện lộ 08. Hết đường huyện lộ 08 này là tới đường huyện lộ 04 và tới phà Bến Chùa. Con đường này rất là vắng vẻ, heo hút của huyện Gò Công Đông nha. Ở đây thì bà con ở đây chủ yếu là người ta chăn nuôi, người ta làm ruộng thôi. Bên thì người ta nuôi tôm. Ở đây không có trồng trọt cây trái gì được đâu. Cái vùng Gò Công Đông ven biển này thì nó rất là khô cằn nha, trồng cây trái rất là khó khăn. Hai bên anh chị có thể thấy nè, người ta trồng toàn là cây tạp không à, đâu hoặc người ta trồng cỏ đâu rồi, không có cây gì mà gọi là kiếm thêm thu nhập. Ở đây phà mới qua nè, xe này đi qua bên huyện. Buổi chiều em đi quay là buổi chiều, trời không khí rất là mát. Mấy bữa nay trời không có nắng nên quay video cũng không có đẹp lắm. Cái đường huyện lộ này mở cũng rất là lâu rồi, lên nhựa cũng cũng khá lâu rồi nhưng mà nó chưa phát triển được. Khu vực này chủ yếu là người ta làm đầm thôi à, ta nuôi đầm, ở trong là người ta làm ruộng. Đất ở đây người ta bỏ quen nhiều, cũng ít quay đi làm lắm. Bên trong con kênh này là người ta làm ruộng nè. Cảnh quan rất là đẹp, đường vắng vẻ. Ở đây thì buồn lắm, ở đây có bãi cát đá nè. Anh chị muốn qua Cù Lao á, là anh chị đi hướng này cũng được nè. Ê, hết con đường này, cuối đường này là đã tới phà Bến Chùa rồi. Ở trong đây á, là chắc tối là không dám đi đâu, đường vắng lắm, không ra đi ngang đường này hết á. Chỉ có mấy người khu vực đây á, tối người ta nuôi đầm tôm á, người ta cũng ở nhà không. Nhà thì lại ít mà đường vắng, đèn đường thì không có nữa nên tối đi con đường này thì rất là nguy hiểm. Con sông này thì cũng nhiễm mặn do sông Mekong nó rỉ vào nha. Ở bên đây thì đầm tôm thì người ta là 100% là nước mặn rồi, cách một cái đê là nước ngọt nhưng mà nó cũng nhiễm vô phần nào. Đây là con sông nè. Cái vùng này tưởng tượng giống như bên Cù Lao vậy đó, đồng khô cỏ trái, hai bên không có làm được gì hết, thì nuôi tôm rồi làm lúa thôi, trồng trọt được mấy cây ăn trái mà hạn chế lắm.
Ở đây tối mà tìm được người bạn mà uống nước trà hay là nhậu cũng khó khăn. Sao bây giờ 7-8 giờ là tối thui, mạnh nhà nào nấy ở. Khu vực quầy D này á, thì là đất nuôi trồng thủy sản nha. À, con đường tỉnh sau này nó sẽ đi ngang chỗ này nè, nên người ta sẽ làm cái cầu chỗ này. À, con đường tỉnh 864 á, sẽ đi ngang chỗ này nè. Người ta làm chuẩn bị làm cái cầu hay làm cái cống gì đó, chuẩn bị con đường lớn đi ngang chỗ này. Thì con đường đó đi ngang mấy huyện của tỉnh Tiền Giang. Con đường này dạng như là nó con đường hoang sơ và heo hút vùng sâu vùng xa của huyện Gò Công Đông rồi. Thì cái huyện Gò Công Đông này rất là rộng, đường xá rất là nhiều, đa số là dùng nông thôn thôi. Nên em quay từ trước tới giờ là chỉ một phần nho nhỏ của huyện Gò Công Đông, quay không biết chừng nào cho hết những con đường nông thôn ở dưới đây. Đây là cái cống ngăn nước mặn nè, bên nước mặn bên nước ngọt đó. Đây là đầm tôm, là người ta che những tấm tôn lại để cho hạn chế người đi đường, người ta nhìn người ta ngó. Dùng này người ta nuôi tôm nhiều, mà từ nhiều năm nay á, là người ta cũng bỏ đầm tôm rất là nhiều, tại vì nuôi toàn là thắt à. Trúng thì ít, trúng một vụ cái trả nợ rồi xong thắt lại mấy vụ sau thì mượn nợ, nói chung là cái tuần hoàn đó như vậy. Vùng này rất là mát nha, tại vì vùng này gần biển rất là mát, nhưng mà tới mùa nắng thì cũng nắng khủng khiếp lắm, tại vùng này ít có ai trồng cây á, đa số là đầm tôm với ruộng đồng à, nên mùa nắng là nắng nắng khủng khiếp lắm, ai về đây ở là chịu không nổi đâu. Về đây ở thì anh chị nên trồng cây cho nhiều lên để cho có bóng mát, cho nó mát. Còn như ở như bên khu đầm tôm này là nóng dữ lắm. Không khí này nó dịu dịu giống như trên Đà Lạt ha. Nó mát mát mà nó không có ánh nắng. Dịu dịu nó rất là dễ chịu. Ở người ta ở bên sông nè, bắt một cây cầu đi qua. Cây cầu vừa đủ chiếc xe Honda được rồi. Mấy người trong đây người ta quen rồi, còn như những người mà ở trên thành thị đồ đi về đây ở đâu có nổi. Ở buồn dữ lắm. Cũng có mấy anh chị về đây cất nhà vườn đây nè. Em thấy trên đường đi ngang thấy có mấy chỗ xây cất nhà vườn xong rồi bỏ hoang luôn. Về đây ở sao nói. Cất nhà vườn xây xong rồi bỏ
cỏ đồng mọc um tùm rồi không có ai làm luôn, bỏ luôn. Về tốn tiền tốn bạc mua đất mua đai rồi xong để xây lên để đó. Không ai ở rồi phải tốn tiền mướn người ta làm cỏ nữa, rồi duy trì nó. Anh chị nào mà thành phố về á, quyết định về đi ở làm nhà vườn thì phải về ở cho thường xuyên để chăm sóc nhà vườn, chứ không thì để lâu ngày nó thành nhà quan luôn, nó mọc cỏ tùm rồi mình về mình phải thuê người để làm cỏ, thuê người dọn dẹp rồi còn tốn tiền thêm đó, rồi không giải quyết được gì. Ở đây có bãi cát đá, vật liệu xây dựng. Ở đây cái bãi này cũng rất là lớn, sát mấy sông Mekong á, người ta vận chuyển ba cái cát đá nè, xi măng đồ sát mấy sông ta vận chuyển vô đây. Ở đây là coi như là cái bãi vật liệu để cung cấp cho khu vực Gò Công Đông này. Không biết anh chị sao chứ em thì em không ở gần bãi vật liệu xây dựng như vậy rồi, tại vì xe nó chạy hàng ngày nó ồn lắm, thứ hai bụi bặm là tiếng ồn của máy đồ nó vận chuyển suốt ngày, nên ở đây thì cũng hơi ảnh hưởng dữ lắm. Đây có đồn biên phòng nè, đồn biên phòng kiểm soát sông Cửa Tiểu phía sau. Đây có cái miễu nè, qua cái cua này là tới đường huyện lộ 04 rồi, một hướng thì anh chị bên tay phải thì anh chị chạy xuống phà Bến Chùa, quẹo chừng 50 m 100 m gì đó. Bên tay trái thì anh chị chạy lên huyện Gò Công Đông luôn. Rồi thì tới đây video cũng dài rồi, em xin kết thúc cái video nha anh chị và cô chú.